Sau những ngày thi cử áp lực thì hôm nay nhà trường chúng mình đã tổ chức cho chúng mình một chuyến đi chơi để giải tỏa những áp lực căng thẳng này. Mời các bạn đi cùng chúng mình nhé. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão vận hành bởi hệ thống giáo dục CEO High School, nơi kiến tạo thế hệ học sinh định hướng tư duy trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Website ceohighschool.edu.vn, hotline 1800 57 77 22, nhánh 1 1.